kính thưa cộng đoàn con xin được đọc cho cộng đoàn nghe một chia sẻ rất là ý nghĩa với tựa đề nhà sư và con bọ cạp nhà sư và con bọ cạp một vị thiền sư nhìn thấy một con bọ cạp bị rơi vào vùng nước liền muốn cứu nó không ngờ vừa mới đụng tay vào đã bị con bọ cạp cắn vào tay vị thiền sư vẫn không sợ hãi lại cho tay vào nhưng lại một lần nữa bị con bọ cạp này hung hăng cắn Vừa hay lúc đó có một người đi ngang qua nói Con vật này xưa nay hay cắn người Làm sao phải cứu nó Thiền sư đáp Cắn người là bản tính của bọ cạp Còn thiện là bản tính của tôi Tôi sao lại có thể vì bản tính của nó Mà quên mất bản tính của mình được chứ Cắn người là cái bản tính của con bọ cạp Còn tôi chỉ là cứu người thôi Làm sao mà tôi có thể làm ác được với ai rồi ông lấy một ngọn lá để vớt con bọ cạp ra, sau đó quay sang chú Tiểu, nhà sư bảo, con đừng thay đổi tính khí nếu ai đó xử tệ với con. Con đừng thay đổi tính khí nếu ai đó xử tệ với con. Chỉ cần cẩn trọng là được. Thiên hạ có người... Thiên hạ có người thì chạy đi tìm hạnh phúc, có người lại mang đến hạnh phúc. Khi nào đời nói cho con thấy cả ngàn lý do để khóc thì con nhớ chỉ ra cho nó biết một ngàn lý do để cười thiên hạ thì có người thiên hạ có người thì chạy đi tìm hạnh phúc có người lại mang đến hạnh phúc khi nào đời cho con thấy cả ngàn lý do để khóc thì con cũng nhớ cho đời thấy một ngàn lý do để cười con hãy để tâm đến lương tri hơn là tiếng tâm vì lương tri mới chính là con người con còn tiếng tâm là suy nghĩ của thiên hạ họ nghĩ gì là việc của họ tính mình xưa nay vẫn thế sống lương thiện nên mặc ai sống thế nào thì kệ họ mình lương thiện thì vẫn cứ lương thiện à, chúng ta thấy cái câu nói của vị thiền sư này cũng rất là hay à, cắn người đó là bản tính của bọ cạp còn bản tính của tôi đó là lương thiện đâu có phải là vì cái bản tính của người khác mà mình thay đổi bản tính của mình à, chúng ta là người con cái chúa bản tính của chúng ta là yêu thương Thế thì dù là chúng ta có bị loại bỏ Thì chúng ta mãi mãi vẫn chỉ là yêu thương Và yêu thương đến cùng Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn